và các trọng tài chúng ta ở trong phòng thi đấu. Xin hỏi còn vận động viên nào chúng ta chưa tìm được bàn không? Còn vận động viên nào chúng ta chưa tìm thấy bàn của mình không? Trước khi thi đấu, tôi xin nhắc một số luật. Các vận động viên tất cả chú ý ạ. Thứ nhất, hôm nay chúng ta là giải phong trào, vì vậy chúng ta sẽ thực hiện luật 3 bộ kỹ thuật. Kể cả chúng ta bỏ vua, chúng ta chỉ tính là một bộ kỹ thuật. Những vận động viên nào mà mắc 3 bộ kỹ thuật thì chúng ta sẽ xử thua. Thứ nhất là chạm quân. Chạm quân nào thì đi quân đấy. Chạm vào quân đối phương, nếu ăn được thì bắt buộc phải ăn. Nếu không đi được thì tính là một lỗi kỹ thuật. Lưu ý, nước nhập hành thì chúng ta cầm vua trước và cầm xe sau. Tất cả các nước đi cờ chúng ta đều dùng một tay. Đi tay nào thì bấm đồng hồ tay ấy. Với những vận động viên nào thi đấu quá chậm thì ban tổ chức sẽ đặt đồng hồ để chúng ta thi đấu không ảnh hưởng đến toàn bộ của giải đấu.